Thưa quý vị, đến nay Kiên Giang đã thu hoạch được gần 140.000 ha lúa đông xuân, đạt hơn 50% diện tích gieo trồng. Năng suất bình quân ước đạt 7,3 tấn trên 1 ha, sản lượng bình quân ước đạt 1.012.659 tấn, đạt hơn 48% kế hoạch, tập trung ở tất cả các huyện, thành phố. Trong mấy ngày qua, giá lúa trên thị trường đang có chiều hướng tăng, bà con nông dân rất phấn khởi. Hợp tác xã Thạnh Tiến ở xã Thạnh Bình, huyện Dầu Tiềng có hơn 115 ha sản xuất lúa với 69 thành viên. Ngay từ đầu thành lập, hợp tác xã còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể, đến nay hợp tác xã đã có những bước tiến rõ rệt. Hệ thống đê bao khép kín, các trạm bơm tập trung cũng được thành lập, quy trình sản xuất lúa hiệu quả cũng được áp dụng. Từ đất sản xuất 2 vụ, đến nay hợp tác xã đã chuyển sang sản xuất 3 vụ. Nhờ áp dụng tốt các giải pháp canh tác nên vụ lúa đông xuân 2021-2022 đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho các thành viên. Đã thực hiện đúng theo cái lịch xuống giống của huyện, rồi là cộng thêm năm nay cái thời tiết nó cũng thuận mùa, cho nên là hợp tác xã sản xuất là cũng đạt cái thành quả theo cái yêu cầu. Là bà con nông dân là sản xuất mùa vụ năm nay đó là cũng trên 8 tấn 1 ha. Hợp tác xã năm nay cũng có tìm ra mọi cái cách để là vận động bà con làm thế nào đó là sử dụng những cái loại phân sinh học để hạn chế và bớt cái vấn đề cái giảm cái chi phí. Vụ đông xuân 2021-2022, dòng riềng xuống giống được hơn 46.000 ha, vượt kế hoạch mà địa phương đã đề ra. Hiện nay toàn huyện đã thu hoạch hơn 70% diện tích, năng suất đạt trên 8 tấn trên 1 ha. Đạt được kết quả trên, ngoài yếu tố thời tiết còn có sự tác động rất lớn của hệ thống cơ sở hạ tầng. Trong cái vụ đông xuân năm nay thì ngoài cái điều kiện là thời tiết là thuận lợi cũng như là cái việc là chúng ta cảnh báo cái lịch thời vụ cũng như là cảnh báo sâu hại ngay từ ban đầu. Thì để nông dân chủ động để mà phòng trị đó, thì được cái thuận lợi nữa là năm nay thì chúng ta được bố trí các cái đập tạm, cái đập từ cái cống cái lớn cái bé đó, thì cho nên là chủ động để mà có nguồn nước, chúng ta không có phải như mà hàng năm đó là phải bố trí các đập để mà ngăn mặn, thì nên là cái chi phí trong sản xuất đó, nó cũng đã giảm. Hiện nay ở những nơi đã thu hoạch, bà con nông dân nên tranh thủ vệ sinh đồng ruộng để hạn chế mầm bệnh cũng như các đối tượng sâu hại lưu tồn trong rơm rạ và cỏ dại, cày ải phơi đất để giãn cách giữa các vụ lúa và để đất có thời gian phục hồi dinh dưỡng.